Sáng nay 24 tháng 10, Tòa Nhân dân thành phố Phan Thiết xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại tài sản do Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo Lụi, 58 tuổi, cùng đồng bọn thực hiện. Ngoài Thảo Lụi, các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Quốc Cường, Phan Anh Kim, Lê Danh Thuận và Lê Minh Khôi cùng trú tại thành phố Phan Thiết. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10. Theo cáo trạng, vào ngày 3 tháng 10 năm 2019, khi nghe tin anh Mã Tấn Phương thuê người xây tường rào trên khu đất thuộc khu phố 5, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, Thảo đã cùng với Phương, Kim, Danh và Khôi đi ra khu đất nơi nhóm thợ đang xây để đập phá tường rào. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thảo về tội hủy hoại tài sản. Sau đó, lần lượt các đối tượng còn lại cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng với tội trên. Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng tại bến số 3, dự án cảng container Long Sơn thuộc địa phận xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sáng ngày 23 tháng 10, tại khu vực chuẩn bị thi công số 3, dự án cảng container Long Sơn có khoảng 300 người dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, mang theo băng rôn, biểu ngữ, phản đối việc xây dựng bến số 3, dự án cảng container Long Sơn. Tiếp đó, các đối tượng đi bộ ra một số tuyến đường. Mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, nhưng những người này vẫn tiếp tục tuần hành, gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh lộ 513, khoảng 1 km. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực chuẩn bị thi công bến số 3, dự án cảng container Long Sơn. Một ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo hình thức bán các bùa ngải và các đồ vật tâm linh do Lê Tất Đạt, sinh năm 1996, ở thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cầm đầu, đã bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa và Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội bắt giữ. Bước đầu, cơ quan công an xác định Lê Tất Đạt đã mua 20 bộ máy tính, 20 điện thoại di động thông minh mang về Hà Nội và Thanh Hóa, thuê 2 địa điểm tại thành phố Hà Nội và thành phố Thanh Hóa, rồi tuyển dụng gần 20 đối tượng là sinh viên, học sinh, có kiến thức tin học, có kỹ năng giao tiếp và giao cho mỗi người một bộ máy tính để bàn, một điện thoại di động, có cài sẵn các nội dung, dữ liệu trên tài khoản Facebook, Zalo để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Các đối tượng đã lập ra các trang fanpage Xe Duyên 1, Xe Duyên 2, xem tỉnh Duyên miễn phí trên mạng xã hội Facebook và chạy quảng cáo. Khi có khách trúng bẫy, các đối tượng lên mạng tìm kiếm thông tin cơ bản về phong thủy hợp với tuổi của khách, rồi cung cấp, giả vờ tư vấn, đề nghị khách mua các đồ vật tâm linh như bùa, ngải để giải hạn hoặc các vật phẩm mang lại may mắn như đồng tiền xu, vòng gỗ hoàng đàn, vòng tỳ hưu, nhẫn với giá dao động từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng. Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ cuối tháng 9 vừa qua cho đến khi bị bắt, Lê Tất Đạt đã chỉ đạo các nhân viên của mình thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước với số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng. Hiện Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định các bị hại cùng với các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định. Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa điều tra làm rõ 2 vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 60 triệu đồng. Vụ việc là bài học cảnh giác cho người dân trong việc bảo quản, bảo mật các loại thông tin cá nhân. Nghe lỏm đồng nghiệp đọc mật khẩu điện thoại cho chồng, sau đó nhân lúc sơ hở mở trộm điện thoại dò mật khẩu tài khoản ngân hàng, rồi chuyển trộm 27 triệu đồng vào tài khoản của người quen để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 2001, trú ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, đã nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ. Cùng hành vi trên, trước đó ngày 8 tháng 8 năm 2023, đối tượng Lê Trung Hiếu, sinh năm 2001, trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, đã chiếm đoạt 35 triệu đồng của một người dân trú tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, hiện cùng là lao động tự do tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Có chiếc điện thoại của chị Dân thì tôi đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, lấy điện thoại và nhập mật khẩu của chị Dân. Và vào phần ghi chú thấy mật khẩu của ngân hàng Vietcombank và tôi đã vào app ngân hàng và thực hiện hành vi chuyển tiền.
Những chiêu trò lừa đảo muôn hình vạn trạng và biến hóa khôn lường, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin, những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Hiện nay thì hạ tầng thanh toán phục vụ cho việc thanh toán không sử dụng tiền mặt thông qua các ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động của các tổ chức tín dụng thì ngày càng phổ biến, nhằm mục đích để tạo thuận tiện cho người dân trong việc thực hiện các giao dịch dân sự. Tuy nhiên thì qua những cái vụ việc đã xảy ra thì cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân, thứ nhất là không được để lộ mật khẩu đăng nhập vào thiết bị điện thoại di động, cũng như là cái mật mã OTP mà gửi về cái thiết bị điện thoại di động cho người khác. Thứ hai là phải cẩn trọng hơn trong cái việc quản lý cái thông tin bảo mật liên quan đến tài khoản ngân hàng, đặc biệt là cái tài khoản đăng nhập vào tài khoản ngân hàng online. Người dân cũng nên là thay đổi thường xuyên cái mật khẩu đăng nhập vào tài khoản ngân hàng online, hoặc là đặt những cái mật khẩu, tránh những cái mật khẩu liên quan đến ngày tháng năm sinh của người thân cũng như bản thân, để các đối tượng có thể dễ dò được cái thông tin này. Để tránh bị mắc bẫy bởi những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, không để lộ, cung cấp thông tin cá nhân hoặc các mật khẩu điện thoại, tài khoản cá nhân cho người khác để kẻ gian lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện nghi vấn liên quan đến trục lợi, lừa gạt, người dân cần nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an để được kịp thời hỗ trợ xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hôm nay cho biết đang điều tra vụ án 8 đối tượng tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức trái phép chất ma túy là Nguyễn Văn Hùng ở huyện Tam Dương, Nguyễn Duy Nam, Nguyễn Tiến Hưng cùng ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Văn Hùng tại số 11 đường Lương Văn Can, phường Khai Quang, lực lượng công an thu giữ hơn 62 gam ma túy tổng hợp gồm ma túy kẹo, ma túy ke và nước vui. 5 đối tượng còn lại trú tại Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk và Điện Biên bị xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Rạng sáng ngày hôm nay, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 20, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 3 thanh niên điều khiển xe mô tô mà trong cơ thể có chất ma túy. Cụ thể, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 2 đang tuần tra tại km 22 đoạn xã Túc Trưng, huyện Định Quán, phát hiện 3 thanh niên điều khiển 3 xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, buộc lực lượng cảnh sát giao thông phải truy đuổi gần chục km mới bắt giữ được. 3 đối tượng là Nguyễn Vũ Cường, Nguyễn Thành Nhân và Nguyễn Văn Cường. Qua test nhanh ma túy, lực lượng chức năng phát hiện cả 3 trường hợp này đều dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Lưu Sinh Diễn, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Ninh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đối tượng Đoàn Anh Hà, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại thôn Tông Trang, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Và đối tượng Lê Xuân Bách, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại 213D, tổ 19 Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.